Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình có qua bên trại của bạn mình á để mình lấy thêm một số cá về để cung cấp cho bạn ha. Thì cái giá mình lấy các bạn thì cái giá nói chung là mình ra cũng y chang bên trại mình các bạn. Tại vì mình đang bán mà hết cá, bởi vì mình phải lấy thêm về. Em Lutajan nữa các bạn. Cái này tại nó chá sáng quá bạn nhìn không có rõ gì mấy ha. Đó, tối tối cho bạn thấy cái đầu nó mới xanh các bạn. Này các bạn thấy không? Ở ngoài nhìn đó cái màu nó tươi lắm bạn, tại mình quay lên cái điện thoại mình nó hơi gù bắp á, nhìn cái màu nó không sáng gì mấy ha. Cái bộ này là bộ Blutajan đó bạn. Để thôi mình kiếm cái gì mình vớt mình cho các bạn xem ha, cho nó rõ hơn nó mới đẹp, chứ mình quay chỗ này các bạn nhìn không có rõ các bạn. Đây là cái bộ Blutajan các bạn, nó thì mình vớt lên một ít cho bạn xem nè. Đó các bạn, cá rất là đẹp luôn. Tại này mình để ngoài trời nó chá sáng các bạn, bạn nhìn không có tươi gì mấy ha. Các bạn mở ngoài các bạn nhìn cá rất là tươi luôn các bạn. Đó, này là bộ Blutajan, số lượng có khá nhiều luôn nha các bạn, thì cũng giá là 15k trên cặp luôn ha. Mà thấy không, mình đổ xuống đây cái màu nó tái mét hả các bạn. Rồi tiếp tục thì tới cái bộ full gold các bạn. Gold này là gold ghi bông nha các bạn, gold ghi bông. Bây giờ mình sẽ vớt mình để vô cái chậu đen này cho các bạn xem luôn. Mình vớt cho bạn xem thôi, còn về mình mới lựa lại nữa bạn. Mình lựa mình đổ vô chống máy riêng các bạn, tại vì bạn mình để chung á, chống với máy để chung á. Giờ mình lại mình bắt về mình sẽ lựa để riêng. Và đây là cái bộ gold nữa các bạn. Thì cái này mình vớt đại các bạn, mình vớt đại mình không có lựa hay mình vớt mình còn để trong vợt nữa các bạn. Quay cho bạn xem xong tí mình cũng bắt mình bỏ vô bọc mình đem về nhà mình tách chống máy cho các bạn. Khi nào các bạn bắt thì mình sẽ đóng cho các bạn ha. Đó, thì cái bộ gold này là 25k trên cặp nhé các bạn. Cá này chung là khá là đẹp luôn. Đây. Rồi bây giờ mình kiếm thêm mấy cái dòng khác nữa, dòng nào đẹp mình quay cho bạn xem ha. Và đây là cái bộ Dumbo nữa các bạn. Đây để mình mở đèn cho bạn xem nha. Đây thì Dumbo này là Dumbo Big E các bạn, nhưng mà cá này chưa có lựa ha, dưới nó còn tơ các bạn, cá mái rất là nhỏ luôn, nhưng mà cá trống thì body nó quá lớn bạn, tại vì cho ăn cám thái á thì con nào nấy rất là to luôn. Cái tai bơi này thì nó chưa có ổn lắm các bạn. Đó, thì các bạn nào có bắt thì mình cũng bán luôn. Còn giá thì để tí mình hỏi bên bạn mình lại các bạn, tại vì chưa biết giá nè. Đó, thì nói chung là bạn mình nuôi nói chung để tà le hết rồi các bạn. Ở phía sau nhà cũng có, tại vì nhà gần lộ cặp lộ không có diện tích á, ở phía sau nhà cũng có cái này trong nhà, hồi trước thì bán tập quá các bạn. Đó. Thì anh tí mình sẽ vớt Dumbo về, còn cái ố xin lỗi là full gold chứ, còn Dumbo với Lutajan thì mình vẫn để ở đây, khi nào các bạn nào có bắt á thì mình qua mình lấy ha. Đó, Dumbo đó bạn, con này là full ghét tư em, con em ngủm dưới rồi. Đây là bộ Blutajan nữa các bạn. Thôi giờ mình sẽ bắt mấy con full gold về, các bạn mình bắt full gold về trước ha, mình lựa xong mình quay cho bạn xem nha. Và đây là hai cái bộ gold mình lựa rồi nữa các bạn. Đó, cái này thì gold này không có lên tay nữa các bạn, tại vì hôm trước có mấy anh kêu mình lựa để làm ít giống các bạn, cái bộ này thì nó không có lên tay ha. Còn cái bộ bên đây thì có nhú tay với lên tay nha các bạn. Đó, cái này thì làm giống là ok luôn nha các bạn. Cái bộ không lên tay thì 25k trên cặp nha các bạn, còn cái bộ này thì 40k trên cặp ha. Cá này về các bạn cho làm giống là hết sảy luôn các bạn. Còn trống thì mình sẽ lựa cho các bạn là một ít gen với một ít ghi bông nha các bạn. Tại vì gen hết thì mình nghĩ là không đủ các bạn. Tại vì số lượng gen nó trống gen nó cũng cũng ít. Bởi vì mình sẽ lựa cho bạn một ít trống gen, ít ghi bông. Trống thì mình để ở đây, nói chung là mình đưa vô mấy cái thùng xốp hết các bạn. Xốp mình nuôi này lá bàn với nước tảo, nước lá bàn các bạn, với thùng trắng này chứ ok hết rồi các bạn. Đó, thì các bạn nào có thích cái bộ nào thì cứ liên hệ với mình ha. Bên đây thì để làm giống, mấy cái dòng này làm giống là rất ok các bạn, tại vì lên tay rất là nhiều luôn. Tại hôm trước bạn mình nuôi nước nó không được ok gì mấy các bạn.
nó không có lên đều. Cái này các bạn nếu về các bạn nuôi thêm nước lá bàn nữa bạn thì rất là tốt luôn. Đây đây mình có nước lá bàn nữa bạn, này nó hơi nhạt 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 chứ mình không để đậm gì mấy ha. Đậm đậm quá thì thịt cá nó dễ bị đen đó mày. Đó, thì mấy cái bộ này bạn nào thích dòng nào thì cứ nhắn tin với mình ha. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn nào yêu mến mình thì cho mình xin một sub, một like và một share ha. Và nhớ nhấn chuông để theo dõi các clip tiếp theo của mình nha các bạn. Thôi như mình xin chào các bạn, xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.